Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục bài 14 giáo trình đường đến nước Nga phần 9. Trong phần bài ngày hôm nay chúng ta sẽ xem bài tập số 19. Скажите, о чем рассказывают эти статьи? Hãy nói xem là những bài báo này nói về việc gì, nói về cái gì? О чем là về việc gì, về cái gì? Đây cũng chính là cái nội dung chính về ngữ pháp mà chúng ta hiện nay đang học, là trả lời cho câu hỏi о ком, о чём, эти статьи là những bài báo này, рассказывают kể về việc gì. Как вы думаете? Các bạn nghĩ thế nào? В каком журнале или газете их можно прочитать? Ở trong quyển tạp chí nào hoặc là tờ báo nào có thể đọc chúng? Их là chúng, thay cho cái từ эти статьи có nghĩa là có thể đọc những cái bài báo này ở trong quyển tạp chí và những tờ báo nào. Thì ở dưới này người ta cho tên 7 loại báo chí. Một là литературная газета, là báo văn học. Литературная газета, các em nhớ học từ nhé. Литературная. Báo thứ hai, tờ báo thứ hai là газета сегодня, tờ báo là ngày nay. Тờ báo thứ ba, газета спорт. Từ сегодня chúng ta biết rồi đúng không ạ? Đây là chữ G, chúng ta đọc là chữ V. Сегодня, không đọc là сегодня mà đọc là сегодня. Газета спорт, tờ báo thể thao. Газета спорт. Газета московские новости. Московские новости là tin tức Moscow, tờ báo tin tức Moscow. Журнал мода, tạp chí thời trang. Мода là về thời trang, là мода là мод quần áo. Chúng ta dịch là tạp chí thời trang. Журнал мода. Журнал театральная жизнь, tạp chí. Журнал là tạp chí. Tạp chí театральная là thuộc về nhà hát, cuộc sống trong nhà hát hay cuộc sống nhà hát. Ý muốn nói là cái tạp chí này chuyên nói về những vở kịch sẽ được trình diễn ở trong nhà hát, cũng như là thân thế sự nghiệp của các nhà viết kịch hoặc là các diễn viên. Журнал наука и жизнь. Журнал là tạp chí, наука là khoa học, и жизнь khoa học và đời sống, chúng ta dịch là khoa học và đời sống. Жизнь là cuộc sống, đọc là жизнь, đọc là жизнь. Các em lưu ý nhé, cố gắng đọc nhé. Наука и жизнь. Nhiều em tự học tiếng Nga thì những cái chữ này không biết đọc như thế нào đúng không ạ? Chúng ta cứ đọc жизнь. Đây là chữ N và dấu mềm, chúng ta đọc là nh. Жизнь. Bây giờ chúng ta sẽ xem những cái nội dung này nó thuộc về cái tờ báo nào. Самый удобный вид транспорта в Москве метро. Cái phương tiện giao thông thuận tiện nhất đó là метро. Скоро в столице будет работать еще одна станция Парк Победы. Скоро là sắp tới. Sắp tới ở thủ đô, в столице будет работать, sẽ làm việc thêm một bến nữa. Станция là một bến tàu điện. Được làm việc thêm, tức là gì? Sẽ mở thêm một bến nữa. Парк Победы là công viên chiến thắng. Парк Победы. Vậy thì cái tin này nó sẽ thuộc vào cái tin tức gì nào? Thuộc về Moscow, cho nên chúng ta có thể nói là эту статью можно читать в газете Московские новости. Тiếp theo, футбол в Москве, bóng đá ở Moscow. На стадионе Лужники. Лужники là cái tên của sân vận động Лужники, bóng đá ở Moscow. Và ở tại sân vận động Лужники встречаются команды Спартак и Динамо, là hai đội sẽ gặp nhau là Spartak và Dinamo. Thì vậy thì cái này nó thuộc về thể thao đúng không ạ? Chúng ta có thể đọc trong tờ báo thể thao. Эту новость мы можем читать в газете спорт. Tiếp theo, в Москву из Китая приехала балерина Ван Цю. Новый русско-китайский балет можно увидеть в театре оперы и балета. Như vậy là đây là ballerina, là diễn viên ballet Van Xiu sẽ đã đến thăm Moscow. Новый русско-китайский балет. Новый là có nghĩa là vở ballet Nga-Trung, Nga và Trung Quốc hợp tác, mới, có thể sẽ được xem. Можно видеть, chúng ta dịch là có thể sẽ được xem ở nhà hát Opera и Балета,
nhà hát opera và ballet. Đấy. Thì vậy thì cái này nó thuộc về đời sống của nhà hát. Chúng ta sẽ nói rằng Эту новость можно читать в журнале театральная жизнь. Ở trong là cuộc sống của nhà hát. Наука говорит, что скоро человек не будет болеть и будет жить 200 лет. Khoa học nói rằng, наука говорит, là khoa học nói rằng, скоро, что скоро человек не будет болеть, rằng là con người, sắp tới con người sẽ không biết ốm nữa, и будет жить 200 лет, và sẽ sống được 200 năm. Ôi, thế thích quá, đúng không ạ? Nếu mà sống được 200 năm thì dạy, tôi sẽ dạy được tiếng Nga nhiều lắm đấy. Познакомьтесь. À như vậy là cái này nói về cái gì đây? Наука и жизнь, đúng không ạ? Là ở trong tạp chí Наука и жизнь. Эту новость или эту статью. Статью là bài báo. Bài báo này можно читать в журнале Наука и жизнь, ở trong tạp chí Khoa học và đời sống. Tiếp theo tôi sẽ dịch cho các em và các em sẽ tự đặt câu nhé. Познакомьтесь, tức là tôi sẽ giúp các em dịch xem có cái gì khó không. Познакомьтесь, hãy làm quen nào. Новая книга о России, quyển sách mới về nước Nga. Россия сегодня, nước Nga ngày nay. Автор молодой писатель из Калуги, tác giả, автор là tác giả. Tác giả là một nhà văn trẻ. Tác giả là, ở đây có gạch ngang nhé. Tác giả là một nhà văn trẻ is Калуги, là từ thành phố Калуга. Thế vậy thì cái này nó thuộc vào cái gì thì các em sẽ tự đánh giá lấy nhé. Chúng ta đã có hết cả cái danh sách rồi. Завтра в Москве плюс 10 дождь. Ngày mai ở Moscow sẽ là dương 10. Chúng ta đọc là плюс 10. Ngày mai ở Moscow sẽ là dương 10 дождь và sẽ có mưa. Đó là dự báo về thời tiết. Còn nó thuộc cái gì thì tự các em sẽ phân tích lấy nhé. Сегодня в Москве в аэропорту Шереметьево российские журналисты встречали президента Франции. Ngày hôm nay ở Moscow, ở sân bay Шереметьево, российские журналисты, các phóng viên Nga встречали, đã đón chào президента Франции, tổng thống, đón chào tổng thống gì đây? Tổng thống Pháp. Đó. Модные пальто, куртки и костюмы можно купить в магазине ГУМ. ГУМ, đọc là ГУМ. Магазине ГУМ в центре Москвы. Những chiếc áo măng tô đẹp, áo khoác đẹp, костюмы, những bộ quần áo có thể là được mua, có thể mua ở cửa hàng ГУМ в центре Москвы. Chúng ta biết rằng cửa hàng ГУМ là một cửa hàng bách hóa lớn nhất ở trung tâm Moscow, nằm ở trung tâm Moscow, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cứ mạnh dạn đọc nó là ГУМ, ГУМ. Ngoài ГУМ ra còn có SUM nữa, SUM, cũng là ở Moscow, nằm cách nhau cũng không xa lắm. Nếu mà bạn nào ở SUM, viết là bạn nào ở Moscow thì chắc chắn là biết hai cửa hàng này. SUM, viết tắt của từ C, C là Центральный универсальный магазин. Центральный универсальный магазин. Đó, cửa hàng bách hóa trung tâm. Thế còn ГУМ thì là cửa hàng bách hóa quốc gia, đúng không ạ? Государственный универсальный магазин. Đó. Tiếp theo nào. Chúng ta làm bài tập B. Какие газеты и журналы вы читаете? À bây giờ người ta lại gợi thêm một cái đề tài mới nữa để cho chúng ta nói. Quan trọng nhất ở trong giáo trình này là chúng ta phải nói được. Quan trọng là nói được nhé các em nhé. À chúng ta không cần nhớ nhiều lắm, không cần học ngữ pháp nhiều lắm, mà quan trọng nhất là chúng ta phải nói được, đó là cái mục đích cuối cùng. Какие газеты и журналы вы читаете? Là các em thường đọc, các em thường đọc tạp chí và báo gì, những tờ báo gì. О чем вы любите читать? О чем? О чем? Các em thích đọc về những vấn đề gì? Khi mở một tờ báo ra thì các em sẽ chọn những bài báo các em yêu thích, đúng không ạ? Và các em sẽ đọc, người thì thích đọc về văn hóa văn nghệ, người thì thích đọc về thể thao, người thì thích đọc về tin tức thế giới, đúng không ạ? Vậy thì các em sẽ tự kể nhé, là các em sẽ nói tên của tờ báo hoặc tạp chí này, sau đó thì các em sẽ kể về nội dung. Kể về nội dung các em có thể nói là Я люблю читать о моде, tôi muốn thích đọc về thời trang. Я люблю читать о спорте, tôi thích đọc về thể thao. Я люблю читать о погоде, tôi thích đọc về thời tiết, vân vân. Nói chung thế, đúng không ạ? Thì các em tùy ai có cái đề tài nào thì các em sẽ tự nói lấy. Bài 20 của chúng ta nào. В тексте, который вы будете читать, вы встречите новые слова, познакомьтесь с ними. Ở trong bài khóa, các em chuẩn bị đọc,
các em sẽ gặp những từ mới và bây giờ mời các em làm quen với chúng. Ở đây có động từ đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải chia động từ. Văn Linh lưu bị theater. Văn Linh thì rất là yêu thích nhà hát. Anh interesuется балетом. Động từ interesоваться là quan tâm đến vấn đề nào đó. Quan tâm đến cái gì đó thì là chúng ta sử dụng ở cách 5. Anh interesuется балетом. Ví dụ như tôi nói я интересуюсь тобой. Tôi rất quan tâm đến bạn đấy. Đó, có nghĩa là gì nào? Là cái từ quan tâm này nó nghe nói nó hơi ngộ ngộ một chút đúng không ạ? Có nghĩa là anh chàng muốn thổ lộ rằng là tôi quan tâm đến bạn, tôi hay để ý đến bạn đấy. Thì là chúng ta sẽ nói là я интересуюсь тобой. Tôi quan tâm đến bạn đúng không ạ? Hoặc là он очень интересуется тобой. Cậu ấy rất quan tâm đến bạn đấy, đúng không ạ? Đó. Друзья посоветовали ей. Các bạn khuyên cô ấy rằng посмотреть русский балет. Khuyên bạn ấy là xem những vở ballet của Nga, vở ballet của Nga. Sau động từ советовать chúng ta có thể sử dụng động từ nguyên thể. Друзья посоветовали ей кому посмотреть русский балет. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ chia động từ nha. Ở đây chúng ta có động từ советоваться. Советоваться là khuyên bảo ai. Посоветовать là động từ thể hoàn thành. Và советовать là động từ thể chưa hoàn thành. Và đứng sau động từ này, chúng ta cần phải sử dụng cái thành phần mở rộng ở cách 3. Советовать кому là khuyên bảo ai. Советовать мне khuyên bảo cho tôi. Chúng ta thường nói khuyên bảo cho ai cái gì đó, đúng không ạ? Что делать? Cái tập hợp từ что делать là câu hỏi. Là có nghĩa là chỉ ra rằng là đứng sau động từ này, chúng ta có thể để động từ nguyên bản. Lưu ý nhé, cái tập hợp что делать. Любить что делать là sau động từ любить có thể là để động từ nguyên bản что делать thay vào cái từ делать này, đúng không ạ? Đó, và советовать cũng có thể sử dụng với động từ nguyên bản что делать. Cách chia động từ như sau. Я советую. Я советую. Chúng ta nhìn thấy là ở đây là có đuôi ovat, đúng không ạ? Советовать. Chúng ta bỏ hẳn có đuôi ovat đi, bỏ luôn đi, chỉ còn совет thôi. Rồi sau đó chúng ta thêm chữ u vào đây. Ovat vứt đi này. Ovat vứt đi, sau đó thêm chữ u ở đây, người ta để đây mà. Chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? Thế và sau đó chúng ta sẽ chia. Я советую. Tôi khuyên cậu. Ты советуешь. Cậu khuyên. Он советует. Nó khuyên bảo ai đấy? Мы советуем. Chúng tôi khuyên bảo cậu. Вы советуете. Và они советуют. Они советуют мне. Họ khuyên tôi. Они советуют мне больше гулять. Họ khuyên tôi rằng cần phải dạo chơi nhiều hơn. Ты советуешь мне надо учиться. Hoặc là ты советуешь мне хорошо активно заниматься. Cậu khuyên bảo tớ là cần phải học tốt hơn, học nhiều hơn, chăm chỉ hơn. Đó thì chúng ta đó đây là cái cách chia động từ, chúng ta chia lại một lần nhé. Я советую. Ты советуешь. Он советует. Мы советуем. Вы советуете. Và они советуют. Đó là động từ khuyên bảo ai làm cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ có động từ interesоваться, cũng có đuôi ovat đúng không ạ? Interesоваться chúng ta cũng bỏ cái đuôi ovat này đi và chúng ta thêm chữ u vào đằng sau này. Đây lấy chữ u này để vào đây. Interesу, đúng không ạ? Interesу, sau đó sẽ chia theo như nhóm động từ cách 1 đúng không ạ? Chúng ta sẽ chia là interesую, chia nhá. Я интересуюсь. Tôi quan tâm đến cái gì? Quan tâm đến ai thì đằng sau phải là cách 5 nhá. Я интересуюсь погодой, tôi quan tâm đến thời tiết. Я интересуюсь машиной, tôi quan tâm đến việc một cái ô tô. Ví dụ tôi muốn mua ô tô chẳng hạn, интересуюсь машиной. Tiếp theo nào. Ты gì sao? Ты интересуешься. Ты интересуешься. Он интересуется. Мы интересуемся. Вы интересуетесь. Và они интересуются. Я интересуюсь, ты интересуешься, он интересуется, мы интересуемся, вы интересуетесь, và они интересуются. Như vậy là ở đây chúng ta nhìn thấy đây là có động từ советоваться và интересоваться là hai động từ mới đối với chúng ta. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ xem bài nhé. Đây là bài ngắn thôi. Рассказывает Ван Лин. Đây là Văn Linh kể lại. Я очень люблю театр. Tôi rất yêu nhà hát. Когда я приехала в
Moscow в Москву, khi mà tôi đi đến thành phố Moscow, я узнала, что в Москве есть очень хорошие театры. Thì tôi được biết rằng là ở Moscow có rất nhiều những nhà hát, có nhiều nhà hát rất tốt. Я сказала преподавателю, tôi nói với giảng viên rằng, giáo viên, преподаватель là giáo viên, что мне нравится театр, rằng là tôi rất thích nhà hát, но я еще не очень хорошо понимаю по-русски, nhưng mà tôi thì còn chưa hiểu tiếng Nga tốt lắm. Преподаватель посоветовал мне посмотреть балет, thầy giáo nói, thầy giáo khuyên tôi nên xem балет, потому что язык балета понимают все, bởi vì là cái ngôn ngữ của ballet thì tất cả mọi người đều hiểu, и русские, и китайцы, и американцы, kể cả người Nga, người Trung Quốc cũng như là người Mỹ. Недавно мы вместе с подругой были в театре, cách đây không lâu thì tôi cùng với bạn gái có đến thăm nhà hát, и посмотрели балет откуда и куда, và có xem vở ballet là từ đâu đến và đến đâu và đi đâu. Это новый философский балет, đó là một cái vở ballet, philosophy là triết học, một cái vở ballet có tính triết học. Это новый философский балет. Chúng ta lưu ý từ nhé. Philosophy là từ mới đối với chúng ta. Известная китайская балерина Вань Цю приехала в Москву и помогала сделать этот балет. Diễn viên ballet Trung Quốc nổi tiếng Вань Цю đã đến Moscow и помогала сделать этот балет, và đã giúp đỡ làm nên vở ballet này. Сделать là làm nên cái gì đó. Помогала сделать этот балет. Балет đã giúp đỡ và xây dựng cái vở ballet này. А современные китайские композиторы, современные là có nghĩa là hiện đại, китайские композиторы là những nhà soạn nhạc Trung Quốc hiện đại, написали музыку, đã viết nhạc cho cái vở ballet này. Написали музыку, это очень красивая музыка, đó là một cái giai điệu rất là đẹp, hay là một cái âm nhạc, đó là một cái âm nhạc rất là đẹp. И очень красивый балет, và một cái vở ballet rất là đẹp. Мы с подругой, tôi cùng với bạn gái, с удовольствием, rất vui lòng, посмотрели этот балет, đã xem cái vở ballet này. Я советую вам тоже посмотреть его, và tôi cũng khuyên các bạn là phải xem cái его, là cái vở ballet này. Hãy xem nó đấy, đúng không ạ? Nó chính là vở ballet này. Các em lưu ý là khi mà dịch ở đây thì tôi chỉ dịch cái nghĩa của nó để cho các em hiểu cái nghĩa. Thế còn để mà dịch nó trau chuốt và đẹp hơn thì sau khi các em dịch thô xong thì các em sẽ phải viết lại bằng tiếng Việt. Chuyển đổi từ, chọn từ để làm sao nghe cho nó hay, cho nó hợp tai, đúng không ạ? Để cho nó bay bướm theo cái kiểu văn phong. Thế còn tùy. Thế còn nội dung chính của tôi ở đây là giúp các em hiểu được bài, cho nên là tôi chỉ dịch thô thôi, thế để cho các em hiểu nghĩa của nó thôi. Thế nhá. Бây giờ tôi sẽ đọc lại một lần nữa nhé. Рассказывает Ван Лин. Я очень люблю театр. Когда я приехала в Москву, я узнала, что в Москве есть очень хорошие театры. Я сказала преподавателю, что мне нравится театр, но еще не очень хорошо понимаю по-русски. Преподаватель посоветовал мне посмотреть балет, потому что язык балета понимают все, и русские, и китайцы, и американцы. Недавно мы вместе с подругой были в театре и посмотрели балет «Откуда и куда». Это новый философский балет. Известная китайская балерина Ван Цю приехала в Москву и помогала сделать этот балет. А современные китайские композиторы написали музыку. Это очень красивая музыка и очень красивый балет. Мы с подругой с удовольствием посмотрели этот балет. Я советую вам тоже посмотреть его. Thế thì như vậy, đây chính là cái bài đọc của chúng ta trong ngày hôm nay mà chúng ta cần phải học rất kỹ. Các em có thể đọc nhiều lần, sau đó thì chúng ta sẽ tự làm bài tập nhé.
Tôi sẽ giúp các em bây giờ dịch những câu hỏi này và các em sẽ tự trả lời nhé. Các em sẽ cố gắng có thể viết ra giấy để sau đó chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần, bởi vì là chúng ta bây giờ đã có cái kỹ năng làm bài rồi, đúng không ạ? Thế và khuyên các em là các em sẽ cố gắng bớt chút thời gian để các em, những em mà muốn tự học ấy nhé, là các em sẽ làm bài tập này. Расскажите о Ван Линь, hãy kể về bạn Ван Линь. Что вы узнали из рассказа Ван Линь о балете «Откуда и куда»? Và bạn biết gì từ câu chuyện kể trên của Ван Линь về vở ballet «Откуда и куда»? Tức là từ đâu đến và đi đâu. Какой это балет? Đây là vở ballet gì vậy? Như thế nào vậy? Ở đây chúng ta biết rằng là đây là русский, китайский балет, là Nga Trung, đúng không ạ? Đó. Кто написал музыку? Ai là những người viết nhạc? Thì chúng ta cũng tìm trong này có. Кто помог сделать этот балет? Ai đã giúp đỡ dựng nên vở kịch này? Trong này cũng có rồi, đúng không ạ? Откуда она приехала? Ван Линь. Ван Линь là từ đâu đến? Откуда она приехала? Ван Линь từ đâu đến? Что она любит? Và cô ấy thích cái gì? С кем она ходила на балет? Và cô ấy đi cùng với ai đến? Đến xem ballet. Кто посоветовал ей посмотреть балет? Ai đã khuyên cô ấy xem vở ballet? Что она советует нам? Và cô ấy khuyên chúng ta cái gì? Đúng không ạ? Và ở đây chúng ta có tập hợp từ лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Thà rằng một lần nhìn thấy còn hơn 100 lần chỉ mới nghe thấy, đúng không ạ? Vậy thì đây nó là một cái thành ngữ của Nga, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Đó. Trong phần G của bài cũng chỉ có bốn câu hỏi rất đơn giản mà các em sẽ tự làm lấy. Где вы уже были в Москве? Các bạn đã ở Moscow, các bạn đã đi thăm nơi nào rồi? С кем? Đi cùng với ai? Что вы уже видели? Và các bạn đã nhìn thấy những cái gì? Что вам нравится и не нравится? Bạn thích cái gì và không thích cái gì? Куда вы хотите пойти поехать? Và các bạn muốn đi đâu? Đi bộ hoặc là đi xe, đúng không ạ? Các bạn muốn đi đâu nữa? Thì đây là những câu hỏi gợi ý để cho các em tự làm bài. Thế hôm nay có bạn hỏi ở trong trang Facebook của chúng ta Vui Học Tiếng Nga là có thể tự học tiếng Nga theo giáo trình Đường Đến Nước Nga được không? Lẽ dĩ nhiên chúng ta học được. Và ở đây thầy giáo đã làm cho các em những clip đi theo cái giáo trình đó rồi. Các em chịu khó xem những clip này và tự học thì chắc chắn là các em sẽ học thành công cái giáo trình Đường Đến Nước Nga, ít nhất là quyển 1. Và sau khi có quyển 1 rồi thì các em nhìn thấy đấy, đó là những cái đoạn đối thoại như thế này, đó là những cái bài đọc như thế này, là các em sẽ thừa sức viết được, hiểu được, nói được, nghe được, đúng không ạ? Đó, cả bốn kỹ năng luôn. Thế nhé, cảm ơn các em. Trong giờ sau chúng ta sẽ học bài đối thoại. Chúc các em học tốt. Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên. Bấm like, viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên, luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình.